Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Di Động MV, chuyên mục bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023. Chúc các bác ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc các bác nhá. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là bên giao hàng nó sẽ ngừng nhận hàng. Thì lên bác nào mà chốt cây nào thì các bác gọi điện cho em để đặt hàng luôn các bác nhá, để em gửi kịp luôn trước Tết. Hôm nay hàng nhà em bán rất là nhanh, gần Tết này các bác đặt rất là nhiều nên hàng không còn nhiều nữa. Em sẽ giới thiệu qua cho các bác về những cái cây máy mà cửa em đang có này. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu nhanh thôi. Hôm nay thì giới thiệu vắn tắt thôi, nhanh thôi các bác nhá. Những cây iPhone, cây đầu tiên cây iPhone 6 này, bản quốc tế 16GB. Máy thì tất cả mọi chức năng hoạt động ok, main zin, màn zin. Hoạt động mọi lần chức năng hoạt động ngon lành cảnh đào các bác nhá. Đấy, màn main zin, tất cả mọi thứ là ngon hết. Pin 99%, cây này pin mới rồi các bác nhá. Các camera các kiểu ngon lành. Cây này em thấy giá là 1.2 triệu. 1.2 triệu bản 16GB. Các bác về dùng rông dài, quá là ngon luôn. Máy không có ai cả lao ẩn các kiểu gì hết các bác nhá. Tiếp theo cây số 2. Cây này là iPhone 6S, cây này là bản quốc tế 16GB nhưng mà nó là iPhone 6S, màn hình thì đã thay rồi nhưng mà cũng là thay loại màn hình tốt các bác nhá. Nói chung dòng này thì màn hình rất là rẻ. 6S bản 16GB, cây này thanh lý 900.000 các bác nhá. Máy iCloud ẩn, các bác lưu ý là iCloud ẩn nha các bác nhá. 900.000. Cây này hiện tại thì pin nó hơi kém, 74% thôi. Bán thì có sao bán thế. Cây này thanh lý 700.000. À 900.000. Cây iPhone 6S bypass iCloud, máy dùng full tất cả mọi chức năng. Tiếp theo thì anh em mới về được một cây, hai cây iPhone XS này. XS này thì nó là bản quốc tế 256GB nhưng mà em bán giá rẻ như 64GB luôn các bác nhá. 256GB mà giá rẻ như 64GB luôn. Bởi vì sao? Bởi vì hình thức của nó hơi phẩy chứ nó không được đẹp keng. Vỏ thì nó là vỏ zin nhưng mà nó hơi phẩy các bác nhá. Đây này. Đấy, hơi phẩy nhẹ như này. Thì cây này thì em thanh lý cho các bác giá là 5.500.000, bản quốc tế 256GB. Các bác lưu ý là nó là máy 256GB luôn nhá. Đấy, 256GB. Máy thì Face ID các kiểu đầy đủ hết. Đấy, em sẽ vào giới thiệu điện thoại cho các bác xem. Cây này nó là XS. XS thì các bác sẽ dùng được 2 sim 2 sóng, máy màn zin, main zin. Và cây này thì pin thì thay mới rồi các bác nhá. Dung lượng 256GB này, thanh lý chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Đây, pin của nó là 100%, cây này thay pin mới rồi. Máy thì zin hết trừ pin. Vỏ hình thức hơi phải nhẹ, nói chung tổng quát của nó được tầm 95%. Đấy, phải nhẹ như thế nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp các bác nhá. Khi bán ra thì em sẽ tặng cho các bác ốp lưng sạc cáp dán màn hình đầy đủ hết. iPhone XS 5 triệu rưỡi một cây, Face ID đầy đủ hết, mọi chức năng hoạt động ok, cam kết chụp ảnh ngon, 256GB, cam nét đẹp đẹp luôn này. Cái này em thanh lý 5.500.000. Riêng iPhone thì em bán máy quốc tế này, em bao trọn đời quốc tế luôn nên các bác dùng cứ yên tâm 100%. Các bác reset update thoải mái luôn, không sao bao giờ sợ bị lốc điếc thì các bác nhá. Cây thứ hai, cây này màu đen này. Cây là màu đen, hình thức của máy thì được tầm 90-95%. Nói chung là nó cũng phải nhẹ một chút. Thế nên em thanh lý giá là 5 triệu rưỡi các bạn nhé. Bản 256GB. Đấy, bên dưới nó hơi xấu một tí này. Đằng nào cũng dùng ốp là xong thôi. Các bác dùng ốp là ngon lành cành đào luôn. Cây này thì bản quốc tế 256GB. Hiện tại thì em thanh lý máy này là 5 triệu rưỡi các bạn nhé. 5.500.000. Bản XS 256GB này các bạn này. Đấy, XS 256GB, máy quốc tế các bạn nhé. 256GB, máy quốc tế không dạng SIM, bao trọn đời quốc tế luôn. Pin cũng là pin mới các bác nhá. Cây này cũng là pin mới rồi. Dùng còn 91%. Cái dòng XS này thực ra bây giờ ai mà bảo pin zin thì rất là khó các bác. Vì dòng nó ra lâu rồi các bác nhá. Cây này là pin mới, 91%, thanh lý luôn cho các bác, giá 5 triệu rưỡi. Đấy, pin thì nó như bình ắc quy thôi. Thay nó yếu thì phải thay. Cây này thì em thanh lý XS cho các bác là 5 triệu rưỡi các bác nhá. XS thì nó sẽ dùng được 2 sim 2 sóng này và nó sẽ có một cái vạch anten bên trên này. Các bác lưu ý nó khác iPhone X ở cái chỗ đấy. Còn bên ngoài thì nó cầm giống hệt con iPhone X luôn. Kích thước 5.8 inch, máy 2 sim 2 sóng, Face ID đầy đủ các bác nhá. Cây này em thanh lý 5.500.000, một cây iPhone XS. Tiếp theo em giới thiệu một cây iPhone 11 màu đen. Cây này bản quốc tế, zin 100%, pin zin, men zin, màn zin, vỏ cũng là vỏ zin luôn các bác nhá. Face ID đầy đủ, máy iPhone 11. Kích thước màn hình 6.1 inch, 2 sim 2 sóng, 11 bản quốc tế này, 64GB, máy không dạng SIM nha các bác nhá. Đây, gần Tết rồi, hàng em không còn nhiều nữa. Còn mấy ngày nữa là bên giao hàng đang nghỉ thì em cũng nghỉ thôi. Đến 20 là hết ngày 20 là em sẽ không nhận hàng gửi tỉnh nữa các bác nhá. Đấy, em chỉ gửi hôm nay đã là 16 giờ âm lịch rồi. Thì đến 4 ngày nữa là đến ngày 20 thì em sẽ không nhận hàng nữa, sẽ không nhận gửi online nữa. Vì bên giao hàng nó còn phải đảm bảo là nó gửi trước Tết nữa cơ. Thế nên là hết ngày 20 là bên em sẽ không nhận hàng gửi online nữa. Nên bác nào mà cần cây nào thì bác gọi điện cho em ship luôn cho các bác nhá. Cây số 2 này là cây iPhone 11 bản quốc tế 64GB. Máy zin đét này đẹp luôn, iPhone 11 màu đen các bác nhá, quốc tế 64GB, pin 83%. Cây iPhone 11 màu đen này thì em thanh lý cho các bác giá là 6.900.000.
6.900.000. Máy em bao zin, bao full tất cả mọi chức năng các bác nhé. 11 bản quốc tế 64GB. Máy main zin, màn zin, pin zin hết, tất cả mọi thứ đều zin các bác nhé. Cây iPhone 11 này 64GB, thanh lý 6.900.000 các bác nhé. 6.900.000. Một cây iPhone 11 màu đen này. Tiếp theo thì em còn một cây 11 màu xanh ngọc. Cây này nữa là cũng là bản quốc tế 64GB, máy màu xanh ngọc, hình thức vỏ hơi xấu nhá các bác nhá. Đấy, vỏ hơi xấu, máy thì em bao zin luôn. Bao zin trừ pin các bác nhá. Cây này thì đã thay pin mới rồi. Face ID đầy đủ, tất cả mọi chức năng hoạt động ok. iPhone 11 này. Cây này nó cũng là 64GB nhưng pin thay mới rồi các bác nhá. Apple chính hãng, màn hình cây này cũng là được Apple thay rồi. Nên cây này là đã thay pin thay màn nhưng màn đã được Apple thay. Lên về bản chất cái màn này vẫn là màn zin. Cây này là bản quốc tế 64GB này, máy không giới hạn SIM. Pin hiện tại là 100% nha các bác nhá. Pin mới rồi. Cây này đã thay pin mới 100%. Em thanh lý máy này giá là 7 triệu tròn. 7 triệu tròn một cây iPhone 11 màu xanh ngọc này. Tiếp theo còn một cây màu trắng nữa. Cây này thì đẹp hơn. Cây này máy đẹp, LED ngon các bác nhá. Cây màu trắng này, hình thức máy đẹp tầm 95%, nói chung là cấn nhẹ một tí tí này thôi. Đấy, rất là nhẹ các bác nhá, cực kỳ mờ. Cây iPhone 11 màu trắng, hình thức cây này đẹp tầm 95-97%. Máy thì màu trắng rất là đẹp, zin nguyên bản luôn. Cây này thì em thanh lý cho các bác giá 7 triệu 2 nha các bác nhá. Máy bao zin trừ pin. Cây này iPhone 11 này, bản 64GB, máy quốc tế các bác nhá. Riêng quốc tế em bao trọn đời quốc tế luôn, pin 100%. Face ID đầy đủ, camera chụp ảnh trước sau LED căng càng luôn. Cây này thanh lý giá là 7 triệu 2 các bác nhá. 7 triệu 200.000, máy full zin. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cây iPhone 11 Pro Max bản quốc tế 64GB, máy zin 100%. Máy 11 Pro Max là một trong những cái dòng điện thoại mà dùng cũng rất là đáng dùng thời điểm hiện tại vì giá nó rất là rẻ. Cây này đó là bản quốc tế 64GB, máy màu xanh rêu các bác nhá. Xanh này xanh xanh rêu này thì màu trai gái đều dùng ok, rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Máy zin nguyên bản từ A đến Á, zin nguyên bản luôn 100% luôn các bác nhá. iPhone 11 này. Cây này thì bản 64GB, máy quốc tế, hình thức cây này nó đẹp tầm 95-97% nha các bác nhá. Gần như là không có vết xước đâu hết, hoặc là xước thì rất là bé và gọi là chấp nhận được. Cây này nói chung là xước rất là bé các bác nhá. Đây này, nói chung tổng quát máy này được tầm 95-97%. Máy zin 100%, vỏ zin, main zin, màn zin hết các bác nhá. Pin cũng là pin zin luôn. Cây 11 Pro Max bản 64GB, máy là máy quốc tế các bác nhá. Tình trạng thì của nó hiện tại đang là pin là 84%, pin zin theo máy luôn. Face ID đầy đủ, các chức năng hoạt động ok, ngon lành cành đào hết. Thanh lý 9.800.000 nha các bác nhá. 9.800.000 một cây iPhone 11 Pro Max 9.8. Rất là đẹp luôn, cây màu xanh rêu này các bác nhá. Tiếp theo em còn một cây 11 Pro Max 64GB, cây này pin 87%, cũng là full và zin tất cả mọi chức năng, có số mây là 0323. Mọi chức năng hoạt động ok, máy đẹp 98%. Đây cây này chỉ xước duy nhất một tí chỗ này thôi. Xước duy nhất một tí chỗ này thôi các bác nhá. Vỏ là vỏ zin, đét là đẹp theo máy luôn. Đấy. Mọi chức năng hoạt động ngoan lành cành đào, pin 87%, máy Face ID đầy đủ hết các bác nhá. Face ID đầy đủ và nhanh như điện luôn. 11 Pro Max. Đấy, 11 Pro Max này thì kích thước màn hình là 6,5 inch, 2 SIM 2 sóng. Đấy, cây này thì 64GB các bác nhá. Cây này em thanh lý giá là 9.800.000. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác ít dòng điện thoại Android các bác nhá. Android thì em giới thiệu cho các bác ít lốt 20 Ultra 5G phiên bản Mỹ. Em nói thật cái hàng Mỹ này em về rất là nhiều luôn, nhưng mà có những cây em chưa kịp quay mà đã bay hết rồi. Em nói thật luôn, cây này thì không ngờ nó lại hot như vậy. Các bác mua rất là nhiều các bác nhá. Cứ về đâu là các bác hỏi rất là nhiều và gần như là không kịp quay luôn. Bản chất thực ra hai cây này đã có khách đặt rồi và em chỉ quay lên là em giới thiệu là hàng này em ba nào cần đặt thì sẽ có hàng sẽ về các bác nhá. Hai cây này chỉ có hai bác đặt rồi, về chưa kịp quay luôn là đã có hai bác đặt. Cái hàng Mỹ này nó là bản lốt 20 Ultra 5G, máy đẹp 98-99% như các bác nhá. Đây, đẹp led đèn đẹp luôn. Cây này cho bác ở Hà Lan, bác ấy đặt rồi, đặt tiền rồi, đặt cọc rồi thì em sẽ gửi đây, có những nguyên siêu viền này. Đây, nguyên siêu của cái dưới luôn này. Thấy chưa? Còn chưa có bóc ra nhá, bóc ra đẹp led đèn đẹp luôn. Cây này nó hình thức của nó đẹp tầm 98-99% nha các bác nhá. Đấy, đẹp, máy đẹp zin nguyên bản luôn. Lốt 20 Ultra 5G phiên bản Mỹ. Bản Mỹ này thì nó hay cái là nó sẽ dùng được hai sim hai sóng. Về màn hình của nó là kích thước màn hình là 6.8 inch, màn hình là màn AMOLED nha các bác nhá. Hai sim hai sóng, đây phiên bản Mỹ này, lốt 20 Ultra 5G L961L. Các bác nhận biết phiên bản Mỹ với phiên bản Hàn ấy, nhận biết cái hai sim với một sim là các bác cứ nhìn có hai IMEI này là máy hai sim nha các bác nhá. Còn một IMEI là máy một sim. Đấy là cách nhận biết một con máy. Thì cái dòng này các bác sẽ dùng được hai sim. Lốt 20 bản Mỹ dùng 2 sim luôn. Nên là rất là sướng, rất là tiện lợi. Mà cấu hình cao, thiết kế đẹp. Cây này thì em thanh lý là 10 triệu tròn. Nếu bác nào mà cần hàng mà có hộp nhá thì là 10 triệu rưỡi. Hàng full box luôn, gần như đẹp đến 99,69%.
thì là 10.500.000, hàng Mỹ luôn các bác nhá. Nhưng mà hai cây này thì đã có bác đặt rồi, thì em tiện đây thì em giới thiệu thôi. Thì vừa giới thiệu là hàng nhà em vẫn có, bác nào mà quan tâm đến nốt 20 Ultra 5G thì các bác đặt sớm, còn 4 ngày nữa em không gửi được hàng rồi các bác nhá. Đây, cây này thì có bác ở Hà Lan đặt rồi, nên là cây này sẽ khi gửi đi thì các bác sẽ nhắn tin Zalo cho em để em sẽ gửi ảnh máy khác các bác nhá. Đấy, cây này em hiện tại thì cái dòng mà không có hộp như này thì em thanh lý là 10 triệu tròn, hạn bản Mỹ 2 SIM. Em giới thiệu qua cho các bác về cấu hình, kích thước màn hình là màn AMOLED 6,8 inch, màn hình trong veo không ám hố gì các bác nhá. Riêng cái dòng này là màn trong veo luôn. 6,8 inch, loa kép cam trước đục lỗ, RAM 12, bộ nhớ trong là 128GB, bản Mỹ thì nó chỉ có 128GB bộ nhớ trong thôi. Nhưng mà RAM là vẫn 12GB các bác nhá. Và pin 4.500, nói chung cây này thì các bác dùng thì quá là ngon luôn rồi. Thanh lý 10 triệu tròn. 10 triệu tròn một cây lốt 20, thiết kế cực kỳ đẹp luôn, màu đen này, trông nhìn rất là sướng mắt, màu đồng này. Màu đồng thì em còn một cây nhé các bác nhá. Màu đồng này em còn một cây. Bác nào mà quan tâm thì em gửi cho các bác. Cây này thì cũng có bác đặt rồi, nhưng mà màu đồng ở bên ngoài em còn một cây nữa ở trên kho, tí nữa lấy sẽ có hàng gửi cho các bác, cũng đẹp led đèn nẹt như thế này luôn. Cái màu đồng của bác nhá, màu đồng. Cây màu đồng này thì nó không bám vân tay và trông nó sáng màu hơn. Đấy, nhiều bác lại thích màu đen, nhiều bác thích màu đồng, mỗi bác thích một kiểu, màu nào cũng đẹp cả. Đấy, màu nào cũng đẹp hết các bác nhá. Hai cây này em thanh lý giá là 10 triệu tròn một cây. 10 triệu tròn một cây. Cây này thì cũng là hai sim hai sóng bản Mỹ nhá các bác nhá. Lốt 20 Ultra 5G, thiết kế cực kỳ đẹp luôn, cầm con máy đã thấy nó sướng hết cả tay lên rồi. Đấy, sướng hết cả tay lên rồi các bác nhá. Cây này đẹp 99%, 98-99% nha các bác nhá. Nói chung là một số con nó có những vết xước mà cực kỳ là bé thì gọi là trong cái khuôn chấp nhận được nha các bác nhá. Gọi là rất là bé luôn, ví dụ như đây chẳng hạn. Nó có một cái vết mà nó còn bé hơn cả lửa đầu kim như này. Rất là bé luôn, hàng nước thì không thể tránh được. Nếu mà bác nào cần hàng có hộp luôn thì em cũng có luôn, hàng có hộp thì 10.500 các bác nhá, 10 triệu rưỡi. Đấy, cây này em thanh lý giá là 10 triệu tròn. 10 triệu tròn, hàng như này là rất là đẹp rồi. Đẹp 99%, hàng nước như này cực kỳ đẹp các bác nhá. Màn trong veo luôn, không ám hố gì hết. Lốt 20 Ultra 5G phiên bản Mỹ, 2 sim 2 sóng. Đấy, thiết kế đẹp, cầm rất là sướng tay, kích thước to, cầm chụp ảnh chụp chuẹt các kiểu, nó đã thấy nó độ chất rồi. Đây, cầm chụp chuẹt như này. Cây này em thanh lý 10 triệu nha các bác nhá. Giới thiệu nhanh cho các bác như vậy. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây Xiaomi. Cây này là Redmi Note 11 Pro Plus 5G, máy đẹp 99,69%, zin đến từng cái ốc vít luôn các bác nhá. Đẹp zin 100% luôn. Máy mới hiện tại đang bán là 8.900.000, thì cây này em thanh lý chỉ có 5.500.000 thôi các bác nhá. Đây, máy mới hiện tại là 8.900.000 này. 8.900.000, cây Redmi Note 11 Pro Plus 5G 8.900.000 luôn các bác nhá. Rồi, Xiaomi. Cây này thì của em nó là bản max cấu hình, bản cấu hình cao nhất. Đấy, RAM 12 trên bộ RAM cây này là RAM 8 cộng 3. Trên bộ nhớ trong của nó là 256GB luôn các bác nhá. Hai sim hai sóng, pin 4.500. Đấy, cây này pin 4.500, cây này thanh lý 5.500. 5.500 tặng sạc cáp dán màn hình các bác nhá. Sạc cáp và dán màn hình, phí ship nhà em là 30.000 trên tất cả các máy. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây S20 Plus. S20 Plus cây này nó hết pin mất rồi. Cây này thì màn hình của hơi phân bờ một nhẹ một tí các bác nhá. Hơi phân mờ nhẹ một tí thì cây này em thanh lý giá là 5.600.000. Cây này ở clip trước em cũng có quay rồi, có bác cũng muốn mua nhưng mà các bác không cọc được tiền nên em chưa gửi được. Cây này hình thức của nó đẹp tầm 98%. Đấy, 98% nha các bác nhá. Mọi chức năng hoạt động ok. Cây này thanh lý 5.600.000 này. Tiếp theo em mới về được một cây S20 Plus. Cây này thì màn hình bị một vết đốm bên trên này, thanh lý chỉ có 4.800.000 thôi các bác nhá. Đây, màn hình bị đốm một cái vết sắt mép bên trên cùng này, rất là bé. Cái này thì kích thước màn hình của nó là 6,7 inch, màn hình là màn AMOLED nha các bác nhá. RAM 12, bên trong là 256GB, S20 Plus phiên bản Hàn Quốc, một SIM. Cái này thì pin của nó là 4.500 mAh, RAM 12, bên trong là 256GB này, mọi chức năng hoạt động ngon lành cành đào, loa kép cặp trước đục lỗ, chụp ảnh chụp chét các kiểu quá ngon, đẹp các bác nhá. Máy này thì em thanh lý cho các bác giá là 4.800.000. 4.800.000 cây S20 Plus màu xanh ngọc này các bác nhá. 4.800. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cây Note 20. Cây này Note 20 5G phiên bản Hàn Quốc, một SIM. Còn một Note 20 nhà em hiện tại hình như còn đúng một cây này thôi. Cái lô hàng mười mấy 20 cây em bán sạch rồi. Cây này là cây mới về này các bác nhá. Cây này là cây mới về, hình thức máy thì cũng không được đẹp lắm. Viền vùng nó hơi xấu này các bác nhá. Nhưng mà khi bán ra thì em sẽ tặng cho bác một cái ốp lưng. Cây này thì hình thức của nó là vỏ hơi phẩy các bác nhá. Vỏ hơi xấu, viền lưng cũng hơi phẩy này các bác này. Nói chung là tổng quát được 90%. Màn thì trong veo không ám hố gì. Đây, màn trong veo trong vắt luôn, không ám hố một vết nào các bác nhá. Đây, trong veo từ trên dưới luôn này. Cây này là Note 20 Note 20 5G phiên bản Hàn Quốc nha các bác nhá. Đây, Note 20 5G một SIM.
Máy này thì pin của nó là 4.300, RAM 8 trong 256GB và chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865, con chip rất là mạnh luôn. Camera chụp ảnh nét căng, cam trước cam sau đều ok. Vân tay trên màn hình, bảo mật khuôn mặt máu mắt, bảo mật khuôn mặt và vân tay các bác nhá. Chụp ảnh đẹp các bác nhá. Cây này em thành lý 5.500.000. Đấy lốt 20 5G, em còn một cây này thôi. Thành lý 5.500.000, máy hình thức hơi phẩy các bác nhá. Máy có sao bán thế, đây vỏ hơi phẩy này. Được cái là máy zin nguyên bản từ A đến Á luôn. Các bác là dùng cái ốp lưng là xong các bác nhá. Cây này thành lý 5.500.000, máy có sao em quay thế. Giá cao, em thành lý giá rất là rẻ thôi, chỉ có 5.500.000 thôi. Một cây lốt 20 là rất là rẻ rồi các bác nhá. Tiếp theo là một cây Samsung Galaxy S20 5G phiên bản Hàn Quốc các bác nhá. Cấu hình con này thì gọi là nhỏ nhưng mà nhỏ gọn nhưng mà cấu hình rất là cao. Kích thước màn hình nhỏ gọn này các bác này, cầm rất là vừa tay luôn. Cây này đút túi quần thì hợp lý các bác nhá. S20 5G. Máy này thì bản Hàn Quốc một SIM. Đấy S20 các bác nhá. Một SIM thôi. Pin 4000, RAM của nó là RAM 12GB/128GB. Đây 12/128GB. Cấu hình con này thì màn hình của nó là màn AMOLED 6,1 inch. Loa kép cam trước đục lỗ các bác nhá. Camera chụp ảnh các kiểu rất là nét luôn này. Đấy cam trước cam sau đều ngon lành cảnh đào luôn. Cái này thì em thanh lý hiện tại giá là 5.200.000 nha các bác nhá. 5.200.000. Đấy, một cây S20 5G phiên bản Hàn Quốc một SIM. 5.200. Máy đẹp tầm 98%. Cấu hình thì rất là cao, tầm loanh quanh 5 triệu thì các bác mua con này thì gọi là vô đối rồi. Màn AMOLED trong veo luôn. Màn kích thước vừa phải 6,1 inch thôi, cầm vừa tay chụp ảnh đẹp các bác nhá. Máy thì 5G. Máy này thì sẽ hỗ trợ 5G tại Việt Nam. Và cây này thì hiện tại em thanh lý cho các bác giá là 5.200.000. Đấy, một cây S20 5G phiên bản Hàn Quốc các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cái dòng điện thoại vừa vừa tiền, là cái dòng Galaxy A51 này. A51 5G phiên bản Hàn các bác nhá. Dòng này rất là vừa tiền, vừa cực kỳ vừa tiền luôn. Giá chỉ có 3.100.000 thôi. Rất là vừa tiền luôn các bác nhá. A51 phiên bản Hàn Quốc một SIM. Máy về hình thức của nó thì cũng gọi là xước sát nhẹ này các bác này. Nói chung vỏ vùng là nó cũng xước sát nhẹ một chút. Tổng quát thì được tầm 95% nha các bác nhá. Đây này nó cũng xước sát nhẹ nhưng màu trắng thì nhìn rất là khó. Cây S21 5G này thì kích thước màn hình của nó là 6,5 inch. Hai bản Hàn Quốc một SIM thôi các bác nhá. Đây này cây này hết pin mất rồi. Cây này bản Hàn Quốc một SIM, vân tay thì trên màn hình. Màn trong veo không ám ố gì. Đây, S21 5G, màn trong veo không ám ố gì hết các bác nhá. Máy thì tất cả mọi chức năng đã ok. Đây pin của nó là pin 4.500. Cây A51 5G phiên bản Hàn này nó cấu hình cao hơn là A51 phiên bản Việt các bác nhá. Pin của nó lên tới 4.500 này. Đấy, RAM của nó là RAM 6/128GB, kích thước màn hình 6,5 inch. Hai máy là bản Hàn Quốc một SIM thôi các bác nhá. Chụp ảnh chụp nhất cực kỳ là đẹp luôn. Cam trước cam sau đều ngon này. Chụp siêu nét luôn đây. Rất là đẹp các bác nhá, hình ảnh nó chụp lên rất là đẹp. Cây này em thanh lý cho các bác là 3.100.000, một cây A51 phiên bản Hàn các bác nhá. A51 các bác dùng một SIM thì các bác dùng cây này hợp lý này. Máy thiết kế ok, thiết kế đẹp mà trông rất là bền. Màn hình của nó là màn AMOLED, cây này hết pin mất rồi. Màn hình của AMOLED trong veo không ám ố gì hết các bác nhá. Trong veo luôn. Máy này em thanh lý giá là 3.100.000. 3.100.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em có một cây màu đen, cây màu đen nữa, cũng là A51 phiên bản Hàn, RAM 6/128GB, máy màu đen, hình thức thì lưng hơi xước một chút này, lưng hơi xước phe phải nhẹ một chút các bác nhá. Nhìn quay nhìn kỹ thì mới thấy. Cây này nói chung là tổng quát được tầm 90-95%, mọi chức năng thì bao full bao tin các bác nhá. Đây, cây này thì A51 phiên bản Hàn Quốc, A51 5G, màn trong veo không ám ố gì hết, được cái màn rất là đẹp. Vòng này thì nó giá trị nhất là cái màn. Máy này em thanh lý cho các bác giá là 3.100.000 các bác nhá. 3.100.000. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cây Xiaomi. Cây này là cây Xiaomi Redmi 10X nha các bác nhá. Phiên bản 2 SIM 2 sóng máy quốc tế. Đây 2 SIM 2 sóng Redmi 10X này. Đấy. Bộ nhớ trong của nó là 128GB và RAM của nó là RAM 6+2 tương với khoảng 8GB RAM nha các bác nhá. Máy màu xanh. Viền vùng thì ok, viền đẹp này các bác nhá. Viền tổng quát là ok. Máy lưng chỗ này hơi chảy một tí. Không ảnh hưởng gì vì cái camera của nó cam lồi, các bác về làm cái ốp mà nó che camera ấy, thì nó sẽ không bị chảy như này. Còn nếu mà các bác đặt trực tiếp như này lên bản nhiều thì nó hay bị chảy kiểu như này các bác nhá. Cây này em thanh lý giá là 3 triệu tròn nha các bác nhá. 3 triệu tròn, máy bao zin, bao full tất cả mọi chức năng, chụp ảnh đẹp. Đấy, camera chụp ảnh rất là ngon. Cây này em thanh lý giá là 3 triệu tròn, cây Xiaomi Redmi 10X nha các bác nhá. Redmi 10X của Xiaomi. Đây, Xiaomi. Pin thì rất là trâu, những cái dòng Xiaomi này pin rất là bền. Cây này em thanh lý giá là 3 triệu tròn. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cây Samsung. Cây này là A32 Plus. Cây này thì
bản Hàn Quốc một sim, máy thì tất cả mọi chức năng hoạt động ok, bao zin bao full các bạn nhá. Màn hình to, cây này 6,7 inch, bản Hàn Quốc A32 Plus có mã là A326K. Cây này phiên bản Hàn các bác nhé. Pin của nó là 5000 mAh, pin rất là trâu. RAM 4 trên bộ nhớ trong là 128GB. Cây này em thanh lý giá là 2.800.000 các bác nhé. 2.800.000 một cây màu đỏ này. Đấy 2.800. Máy tất cả mọi chức năng ok, ngon lành cảnh đào hết. Chỗ này góc dưới này hơi sứt một tí tí kính một tí các bác nhé. Đây sứt một tí không ảnh hưởng gì hết. Vào cái mép ngoài thôi. Đây vào cái mép ngoài của cái màn hình thôi các bác nhé. Đây này. Vào cái mép ngoài, dùng thì bao cây này thì bao bền cho các bác luôn. Hiện tại em thanh lý giá 2.800.000 cây Samsung Galaxy A32 Plus, máy tất cả mọi chức năng hoạt động ngon lành cảnh đào, hình thức đẹp. Đấy, hình thức zin đẹp các bác nhá. Đấy thanh lý 2.800.000. Hôm nay thì bác nào quan tâm cây nào thì các bác liên hệ qua cho em qua số điện thoại hotline 0911003229. Chỉ còn 4 ngày nữa này em không nhận hàng đơn tỉnh nữa các bác nhá. 4 ngày nữa thôi. Này em sẽ không nhận hàng tỉnh nữa và bác đặt hàng nào đặt hàng thì các bác gọi sớm cho em để em ship cho kịp Tết các bác nhá. Mấy cả đợt này gần Tết thì bên giao hàng nó giao rất là chậm. Trước đây những cái đơn hàng ở phía Bắc ấy, thì nó chỉ còn tầm 1 ngày là nhận được, ở phía Nam thì 3 ngày thôi là nhận được các bác nhá. Nhưng bây giờ chắc nó phải delay thêm 1-2 ngày đấy các bác. Vì gần hàng Tết này thì bên giao hàng người ta cũng phải vận chuyển rất là nhiều những cái đơn hàng ở khác nữa. Thế nên là lượng hàng nó quá là nhiều, nó không thể xử lý hết được. Thế nên là bác nào mà gọi điện đặt hàng sớm cho em gửi từ bây giờ thì sẽ kịp trước Tết các bác nhá. Rồi em xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.